Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa cái bo này nha. Bo này là bo công suất Class D AX15 V2 nha. Thì chắc hẳn là có nhiều anh em sử dụng bo này rồi. Thì bên bo này có bên Tuấn Audio cung cấp nha. Thì nhiều lúc các bạn sử dụng áp cao quá đó, hoặc là mình chạm chập gì đầu ra, nó gây cho ra hỏng bo đó. Nhiều lúc đó thì mình gửi ngược lại bên Tuấn Audio đó, thì sửa nhưng mà thời gian nó lâu, hoặc là nó mình sử dụng lâu quá bên bên đó hết bảo hành á, cho nên là mình nếu mà mình xử lý được thì mình nên xử lý nha. Thì mình cũng biết nhiều anh em là mua về lắp cho khách á, chứ cũng không có sử dụng cá nhân nữa, cho nên mình chia sẻ cách sửa cái bo này nha. Thì thật ra cái cách sửa bo này cũng đơn giản thôi, chứ nó không có gì là phức tạp đâu. Nó có cái phức tạp cái là do cái bo này sử dụng linh kiện dán á, cho nên thao tác sẽ khó hơn là cái các cái bo sử dụng linh kiện cắm một tí nha. Thì đầu tiên á, thì nó chết, nó cái bo này nó lỗi rất là đa số là nó chết phét nha, chết phét nó lỗi đến hai cái con phát công suất nè. Thì phát công suất này là 50N25 nha, tức là nó 50A 250V á. Ok, và cái phần MOSFET nè, thì mình thay bằng bất kỳ con phét nào nó kênh N nha. Thì nó có áp chịu đựng là 250V, là còn cái dòng thì như dòng con này 5A nè, thì có thể mình thay 30 hoặc 50 hoặc 70 đó, thì tùy theo mình anh em có cái phét nào phét đó nha. Đấy, nhưng mà cái phét này ảnh hưởng chất lượng âm thanh nha, cho nên các bạn thay vào thì lựa phét tốt tí nha. Đấy, thì mình kiểm tra hai cặp phét này trước. Nếu mà nó chết á, mà thông thường nha, thì nó chết phét là nó nổ cầu chì nha. Trong bo này không cầu chì nha, tức là cầu chì trên cái bo nguồn mình á. Đấy, nó sẽ chạm chập cái điện áp này luôn. Đấy, mình gỡ ra nha, chứ không cần mình lắp vào mình thử đâu. Thì sau đó anh em kiểm tra cái nguồn này, mô đông nguồn bài ác này, thì cách kiểm tra cũng đơn giản lắm. Thì anh em cứ đo ở đây. Đây nó có hai con dinh nơ nha. Đây thì anh em cứ đo. Đấy, 11.6 rồi nha. Phía này 12.2 nha. Đấy, thì nó sẽ xích nhau tầm nửa vo này ok nha. Chứ nó bên 9 hoặc là bên 12 là mình phải đổi hai cái điện trở này lại nha. Đấy, hoặc là anh em kiểm tra hai cái điện trở này xem nó có tăng chỉ số không nha. Còn về phần ba cái con này nè, tức 2110 á, 741HC00 với lại 311 á, thì anh em khoan hay can thiệp vô nha, ít hỏng lắm, ít hỏng. Nếu cái phần ở đây nó có một con cái này nè, cái này là 7805 nha, thì anh em đo nó phải có 5V ở đầu ga nha. Đó, sau khi kiểm tra xong, sau khi kiểm tra phần nó xong, anh em lật bo đu lại nha, đo chỗ điểm giữa nè, tức sau cung cảm nha, nó phải là 0VDC nha. Nếu mà nó có áp á, tức là khoảng tầm 30V hoặc 50V thì ở chỗ này nè, là mình phải kiểm tra là cái phần này nha. Ok, thì ở phía trong này nó có một con transistor đây, đây BC807 nha. Đấy, cái con linh kiện dán nha các bạn, các bạn nhổ ra mới đo được nha. Thì thường mình cũng sửa máy bo rồi, tức là chết phét là cái khả năng rất cao là nó sẽ chết cái con transistor này nha. Thì về phần cái con transistor này là nó là, để mình nhớ xem, BNB nha. Nó BNB, cái hiệu mã này là 5C. Thì mình cứ tìm cái con BNB, mình tra trên con này nè. Đấy, thì anh em cứ bấm lên 5C, SMD có rồi nó ra. Mình sẽ thế vô cái con linh kiện cắm cũng vẫn được nha. Đá chân cho nó giống chân là chạy à. Còn mấy con này anh em kiếm cũng dễ lắm. Trong cái bo sát á, bo đầu đĩa nè, máy tính nè, thế thì cũng nhiều lắm. Nói chung là bo mấy con linh kiện này nhiều lắm. Cho nên cứ em cứ tra là cùng thông số là anh em thay vô thôi là chạy thôi. Đấy, còn cái phần linh kiện 2110 là mình kiểm tra sau cùng nha, tại nó ít khi nào nó chết lắm, hiếm hiếm khi mà nó chết lắm. Với lại điều lưu ý nữa là
là khi anh em nhổ ra mình nên thay cái đế vô nha, để có sửa chữa thì sau mình kiểm tra nó dễ. Thì bo này thì cũng có đơn giản vậy thôi chứ không có gì. Mô đun này thì nó là cấp nguồn nuôi relay á, với lại nuôi cái 7805 nè, thế thôi chứ chẳng có gì. Không, ở phần sau này không có gì để sửa đâu, phải sửa là chỉ phần trước thôi, nên đơn giản vậy thôi. Thì các bạn có nếu mà không sửa được thì cứ một là gửi về bên mình nha, mình sửa cho, hai là bên Tuấn Audio. Nhưng mà lưu ý một điều là gửi bên mình sửa mình lấy phí nha. Còn nếu các bạn gửi bên Tuấn Audio mà mạch mình còn bảo hành đó, thì nó bên đó mình lấy sửa cho các anh em chắc không có tốn phí đâu nha. Tại vì mình biết Tuấn Audio cũng dư tính lắm, không làm khó dễ anh em đâu. Còn nếu mà anh em nào mà sửa không được thì cứ gửi ngược cho mình thì mình sửa cho. Thì cái này thì tất nhiên có tính phí rồi. Đấy, thì bo này đơn giản thôi, chứ không có sửa, không có tạo gì mấy đâu. Nó chỉ có cái là hơi khó khăn trong thao tác, tại lên chuyện dán không à. Thì trong này có mấy con linh cỡ điện trở á, 10 ôm thì anh em đo nha, đo kiểm tra nha. Mà thường cũng ít đứt lắm, tại cái này nó nếu mà điện trở nó cháy á, thì đo nó mới đứt. Còn mình anh em nhìn thấy bình thường thì hiếm khi nào nó cháy lắm. Thì tên bo nó cũng có như là kiện thôi chứ đâu còn như nó đâu. Thì sợ nhiều anh em không có linh kiện mà thay thế á. Nhưng mà trước mắt thì mình cứ kiểm tra cái phần này thôi. Còn cái phần IC này hiếm khi nó chết lắm. Tại vì nó lái cách ly mà nó qua cái con BC817 nè, cho nên chết con BC817 rồi nó mới đá thẳng vô bo này. Nhưng mà thường chết phét rồi là nó cái bo nguồn mình nó bị nổ của chị rồi, cho nên là mình không nó không có chết sang mấy con này đâu. Mấy con này hiếm lắm, cũng có nhưng mà hiếm lắm. Mình sửa cũng tầm chục bo rồi nhưng mà chưa cái bo nào mà nó chết cái con này lắm, chưa cái bo nào hết chết con này hết. Thì clip mình kết thúc tại đây nha. Nếu có thắc mắc gì thì cứ bình luận phía dưới mình sẽ trả lời nha.